Các bạn trở lại chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi là Quân. Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2019, chúng tôi có chuyến hành quân đầu tiên trong ngày đến với gia đình của anh Cường ở Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh, về đây để tư vấn khảo sát thiết kế cho anh một cái ngôi biệt thự 2 tầng hiện đại. Thì bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát cũng như là cái cách chúng tôi khảo sát ứng dụng cái công nghệ GPS vào trong quá trình khảo sát như thế nào các bạn nhé. Chào các bạn. Đây tôi sẽ quay cái hiện trạng phía trước khuôn nhà các bạn nhé. Hành lang này tầm khoảng 3,5 m. Đường bê tông này khoảng 5 m. Đây, ngôi nhà bên tay trái tay phải. Phía trước nhà đây. Đốc đối đốc đây. Chào anh em, tôi đang có mặt ở khuôn đất của nhà anh Cường ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đây, tôi xin quay lại cái hiện trạng khuôn đất các bạn nhé. Ở bên tay phải tôi là một nhà cấp 4. Thì nhà này tôi đang ước chừng nó cao cũng khoảng tầm khoảng 9 m các bạn ạ. Và bên tay trái tôi là một cái ngôi biệt thự 2,5 tầng. Thì nó nếu 2,5 tầng thì nó cũng rơi vào khoảng 12-13 m. Và đây là phía sau nhà, cũng kín đây các bạn nhé. Phía sau nhà có một cái hành lang thoát nước khoảng 2 m đang chạy dưới. Và phía nhà phía sau đang đua hành lang là 1 m. Đây là khung cảnh phía trước nhà các bạn này. Hiện tại thì đất đây thì là đất mượn, nên phương án móng sẽ là móng ép cọc các bạn nhé. Hệ thống thoát nước chạy sau nhà, hệ thống cấp nước thì sẽ ở trước nhà. Điện nước sẽ ở trước nhà hết các bạn ạ. Ok, thế thì bây giờ tôi sẽ bay fly cam lên cao để chụp lại cái khuôn đất hiện trạng. Và ở đây anh dự kiến xây dựng một cái ngôi biệt thự 2 tầng với diện tích là khoảng 120 m² một sàn. Thì sẽ là để làm sao ngôi nhà ở đây có thể là toát lên được cái vẻ đẹp khác với cái ngôi nhà ở bên phía tây phải, thì nó đang xây bức tường rất cao các bạn này. Còn bên trái thì là mái thái. Ok. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại cái hiện trạng của nhà anh Cường ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Dự kiến xây biệt thự 2 tầng hiện đại với diện tích mỗi sàn là 120 m², là khoảng 240 m², tổng mức đầu tư là 1,5 tỷ đồng. Và nhân công ở đây tầm khoảng 1.350.000 một mét vuông các bạn nhé. Giá vật liệu và nhân công ở vùng này tương đối cao. Thì sau khi bay fly cam bay cao thì tôi xác định hiện trạng như sau này các bạn này. Thì cái khuôn đất của ngôi nhà anh có kích thước là 10m2 nhân với là 20m đây các bạn nhé. Khuôn này. Nhưng mà phía sau nhà có cái hành lang giao thông sau nhà đây là chỗ mương thoát nước thì khoảng tầm 2m. Thì nhà phía sau này đã đua cái ban công ra tầm 1m rồi. Thì mình cũng có thể là đua cái ban công ra tầm 1m sau này. Tầng 2 nhé, từ tầng 2 đua ra được các bạn nhé. Đua được 1m là điều đáng lưu ý. Thứ hai nữa là ở đây hiện tại có hai nhà bên cạnh. Ở nhà bên này là nhà cấp 4 cao 9,7m này. Nhà 2,5 tầng cao 15m này. Cấp điện thì là trước nhà, cấp nước trước nhà, thoát nước thì có hệ thống thoát nước đây. Có hệ thống thoát nước đây các bạn. Thoát nước ở đây các bạn nhé. Ok. Tiếp đến là hướng chính của nhà là 100 độ đông. Và nói chung là ở đây là nhà lô phố nên hai nhà này đang đối diện nhau. Thì các bạn thiết kế làm sao không đối diện cổng nhau nhé, làm sao cho hợp lý. Thì cái phần diện tích nhà sử dụng đây 120 m², dự kiến là như thế này. Nhưng mà thòi thụt thì như thế nào thì tùy các bạn. Và trong hiện tại thì gia đình cũng chưa định hình rõ cái phương án thiết kế. Thời gian dự kiến đồng thổ là khoảng cuối tháng 8. Nên con này cũng đang hơi gấp tí. Tiếp đến là hiện trạng địa chất ở đây thì đất mượn, đất đắp các bạn nhé, đất đắp biển. Thì phương án móng sẽ là phương án ép cọc. Và trong quá trình thiết kế về phần kết cấu thì các bạn có thể là tối giản cái phần thép giúp tôi nhé. Bởi vì gia đình cũng có chuyên môn về xây dựng. Ok.